ở dưới đó đó, thấy mấy cái nhà nhỏ nhỏ đó. Cái diện tích này á, nó rất là nhỏ. Của thành phố San Jose nó không bằng một hay là hai quận của Sài Gòn nữa. Nhưng mà một năm á, nó làm ra một mình cái thành phố này gọi là Silicon Valley, ở dưới kia mình đang nhìn thấy đó, là khoảng 300-400 tỷ. Ở dưới đó có những hãng lớn, là đó là Apple. Apple nằm về hướng đây nè. Apple còn đứng đâu ngoài. Apple là hãng lớn đây, Intel, Google, Facebook ở dưới này, Yahoo dưới này, Cisco, IBM, Applied Materials, Lam Research, KLA, Tencor, rồi là những cái hãng chip, tất cả những hãng lớn là đều quy tụ về cái thành phố này. Nhưng mà diện tích đâu bao nhiêu, nó chiếm là 25% tiền thu nhập của nước Mỹ, khủng khiếp. Giả sử mà cái thành phố này là cái đám gọi là cái đám gì gọi là gì ta, khẩu tả cái đám gọi là high tech. Bữa Trần Nhung không hay chửi chửi kêu là gì, Tesla cũng nằm dưới này nữa, Elon Musk nằm dưới này. Sau này nước biển ở đó là San Francisco, không gì hết. San Fran mà nước mà dâng lên á, khoảng 100 năm thành phố San Jose sẽ bị nước ngập một lần. Mà nó mà chỉ cần ngập lên chừng 5-10 thước cao thôi là nguyên cái điện tử thành phố này, thành phố ma lập tức liền á. Khi văn minh chừng nào họ ác chừng đó, họ đối xử với Thiên Long Sơn rất là bạc bẽo. Cũng giống như hồi xưa chuyện Tấm Cám vậy đó, họ đối xử với Thượng Đế với Phật rất là không có một chút nương tay, họ ăn hiếp đủ điều hết. Để mà đóng cái cửa Thiên Long Sơn thì sau này cũng sẽ có cái nghiệp, mà không biết cái nghiệp lớn hay nghiệp nhỏ. Mà khấn hoài á, mấy vị nói sau này nó sẽ bị nghiệp. Chắc lúc đó hài thách trở về Việt Nam hết rồi quá. Gì nó cũng có nhân có quả. Tạo quả nặng quá. Quả báo. Nó chỉ kỳ thị mình là người Việt Nam, Á Châu. Nó ăn hiếp. Tốn tiền giấy tờ mấy triệu bạc. Cái lúc trước, lúc đầu ở chùa không có lộ cơ, nói với tụi Mỹ thì nó coi mình là Việt Nam Á Châu phải không? Sau này thủ tức quá cái nó ăn hiếp mình đường cùng, giống như kiểu bà Phương Hằng bị ép gì đó. Cái thủ nói tao là Chúa Xô Tái Lâm, tao là thiên tử, là gì, cái nó cười nó mày bữa mày bị ăn hiếp quá, mày bị điên luôn rồi. Cứ cũng bó tay luôn. Nó cái núi này rất là linh thiêng, nó như Jerusalem trong tương lai, sau này hàng tỷ tỷ người mà về đây á. Mà tới cuối cùng mình nói thiệt luôn, nó cũng cười, nó còn hiếp tiếp nữa, nó mày điên quá cho mày điên luôn. Mấy tụi Mỹ ở lúc đó mình tức quá, mình nói cho nó biết mày đừng có ăn hiếp cái núi Thiên Long Sơn là gì. Cuối cùng nó cũng làm tới nữa. Đúng là tại sao này á, tụi mày có gì á đừng có nói là tao không có nói cho mày biết nha, mình nói nó cũng cười à. Ở chúng sanh nhiều lúc mình thấy cũng ngộ quá. Hy vọng ngày nào đó nó sẽ biết hết. Nhưng mà mình đâu có muốn ai bị gì đâu, chẳng qua là nó tự nó tạo nghiệp của nó. Không giống như hồi xưa đức thầy lúc mà mới ai cũng nói đức thầy bị khùng đúng không? Đâu ai tôn trọng đức thầy. Thì bây giờ thái tử Thiên Nhãn Thiên Tướng Kiệt nhầm nhò gì vậy á, mà có thằng nào mà khùng khùng nhảy cờ giật như Michael Jackson thôi là thôi đội lên đầu, nó cuối cùng Michael Jackson xuống địa ngục mà đâu biết.
chuyện thái sự nhiều lúc nghe nực cười lắm. Hiện giờ cũng vậy nè, Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà đến thời tận thế cuối cùng của cái sổ số, số thì phải sổ, cuối cùng của hạ hạ quân phải đổi qua thời thượng quân thì thiên tử được lộ cơ, mà nó lại là khác hơn, khác thường. Cơ trời cũng được lộ này nọ, ông họ nói đủ lý do hết. Rồi họ nói mà não, họ nói kìa, Thiên Tấn Kiệt này ảo, Thiên Tấn Kiệt này cái gì gì đó, đủ thứ hết, đủ thứ sỉ nhục thậm tệ. Cái mình mới ngồi ngược lại, tôi biết tôi là ai. Còn tất cả những người ngoài kia mà không hiểu thì cứ gán ghi nhận mà nghe, chứ đừng có phát biểu linh tinh rồi lúc đó sau này hối hận không kịp. Ai ảo ai thật thì từ từ sẽ hiểu. Mình từ bi mình xuống đây mình nói trước để mà cho có cơ hội để mà thay đổi. Đến khi mà chuyện đâu đã rõ ràng rồi đó, muộn hết rồi. Sao con quay gần quá nhỉ? Để đến đó con quay. Con quay đây này. Okay. Quay có cảnh không? Có, dạ có. Hả? Dạ có. Con quay gần quá nhỉ? Hôm nay nhìn qua đẹp hơn. À, ok, nhưng mà quay gần quá. Lại đó con ngồi quay đi. Cái hình ảnh của sư phụ đó dần dần là lộ ra bằng nhiều cách lắm. Ví dụ như những người mà họ đã bắt đầu tin rồi thì họ quay hướng Đông Bắc, thì tự nhiên cái chim bao họ thấy sư phụ về cứu họ, khi cần họ gọi lên thì có sư phụ xuất hiện liền. Thì những cái đó nó đồn ra từ từ từ, giờ tôi thấy nó như là cái làn gió vậy. Nhưng cái đó đó là những người hiểu về tâm linh. Thì khi mà họ thấy cái đó thì gia đình họ nói họ là mê tín. Cái sàng lọc nó rất là cực kỳ, rất là khó. Bởi vì trong gia đình có một người hiểu về tâm linh thì một người đó được độ. Còn chín người không có hiểu về tâm linh, chín người nói ra ngày nào cũng nói riết, cái giống như nguyên đống cua vậy, trong cái nồi vậy. Cái con nào mà thoát ra được thì mấy con kia nó kéo xuống hết. Cho nên họ thiên chúng ta đã theo sư phụ bao nhiêu năm á, từ từ cũng có sẽ đứa cũng bị cua kéo xuống nữa. Cái điều đó công nhận có, nhưng mà cái đa số trong tôn giáo Hòa Hảo kính thưa sư phụ là họ có cái niềm tin về tâm linh rồi. Cho nên họ nghe hào đồn cái họ suy ra. Cái thứ nhất là sư phụ phải nhắc nhiều về Đức Thầy. Thứ hai là chính cái hình ảnh Thầy. Ủa, nói nhắc nhiều Thầy, nói mình mượn Đức Thầy để mà nổi danh. Tào lao, bây giờ Đức Thầy không xuất hiện, cơ trời mà không đi đúng, không biết Kiệt này trốn đâu á, cùng đất nữa. Đúng 100% đó. Hay vậy đâu Phật, đúng không? Bây giờ giống như mình triệu phú, mình mặt mũi mà như vậy, chuyện sao thiệt là mình nói thiệt, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn không tin. Thì cái chuyện đó mới gọi là 10 chết 7 cộng 3. Quan trọng là bây giờ nè, tôi không có lo mấy cái người mà vô minh đó, năm cái loại khó độ đó mình không có lo. Mà cái loại mấy đứa con họ thiên á, cũng có nữa. Có đứa đó về nhà bị chín người
vô minh trong gia đình á, ngày nào cũng nói xiên nói xỏ, rồi cái cộng lại á, lúc mà mong ngày nào cũng khấn gặp Minh Vương, gặp Bồ Tát, gặp Phật sống, gặp con của ông trời này nọ, đến lúc gặp rồi cái con ông trời cũng bình thường quá, cái ngã có lên nữa, à cái đó cũng là một chuyện nữa, thì lỗi của ai? Dạ có, cái đó có. À tại cao đồ lớn tuổi rồi, cao đồ nhất định là mà gặp Minh Vương rồi phải về trời thì cao đồ không có. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ ha, nó tu chưa tới, tại vì chưa tu chưa tới là từ từ gần Minh Vương giết nó ngã nó lên nữa thì cũng bị nữa. Cho nên nó đủ dạng để mà thử thách. Vì cái nghiệp của họ nó kéo họ, tại vì họ không có chính kiến, với họ không có tu tâm thì họ phải chịu thôi. Còn những người còn lại cái nòng cốt thì họ vẫn tuyệt đối. Rồi cái rồi chưa tính nữa nha, chưa tính quỷ ma ngoài kia sư quốc danh. Cái họ ra gặp mấy ông đó nữa là rồi xong. Kéo màn. Một con cua bị kéo vô nồi. Dĩ nhiên phải có sự rơ rớt. Nhưng mà cái người có tâm đạo thì họ tin tưởng tuyệt đối thì họ sẽ được gần thánh thiện. Gần trời, gần cha, gần mẹ. Cái số ra trời nhỏ thì nó nhiều lắm. Bây giờ mình tin vững chắc trong. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Ủa, đó Phật có dạy cá này hả? À? Trong kinh nào dạy này vậy? Ở kinh Phật có không? Coi lại coi Tam Đại Tạng Kinh chắc có. Chứ giờ tăng ni không mà sao ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm? Tại vì cái nó theo cái luật pháp. Xong để mình ca theo à. Hãy gán thuộc lòng bản này. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Thế này à. Ừ, này không biết cái này đây này tự nhiên cái ông Đức Giáo Hoàng ông lấy cái khăn cài vàng ba dọc đỏ ông quấn nữa thêm nhiều chuyện lạ. Có nhiều người bữa nay lên comment hỏi sư phụ, ủa sao cái miệng của ngài nói gì chúng đó, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước hết cái đồng tiền ở Úc, rồi bữa nay Đức Giáo Hoàng lấy khăn vàng ba dọc đỏ quấn nữa. Cái chuyện đó chuyện thiên cơ đó rằng không biết có thiên cơ không, mình đâu biết, mình chỉ là người truyền tin thôi, chứ còn chuyện đó là phải hỏi Thái Thượng Lão Quân, ổng cầm sổ với cha với Phật mới biết chuyện đó. Còn mình là ở trên trời mình là thái tử nhỏ xíu à, mình đâu có biết. Mình chỉ có bổn phận truyền tin nghe. Nhiều chuyện lạ vậy đó. Làm cho mọi bài Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Bài đó hay nghe. Vậy mấy cái họ thiên phải gắng học thuộc lòng bài đó. Nhưng mà sao ngộ ta, ở trong chùa thiếu một bài ca, không ca đi ca bài đó. Cũng do quyền lực, do không, thôi này không phải là bình luận, không phải ngồi nói chuyện nha. Này vô mạng nghe cao độ. Bài đó cũng hay đó, ca cũng nhịp nhàng không. Cả mấy trăm tăng đi mà vỗ tay, Việt Nam Hồ Chí. Hàng chi nếu không, rồi cả trăm triệu mấy đứa nít với dân Việt Nam. Hôm nay đâu có biết nhân lễ nghĩa chứ, là cũng nhờ Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, cũng nhờ có nhiêu đó thôi. Mà 100 triệu dân bây giờ đó, đi thụt lùi lại thành đồ đồng, đồ đá. Mình chỉ chuộng cái thiện, chứ mình không có chính trị, không có theo cái ác, theo cái thiện thôi. Ở trên trời á, nó có Atula, nó có thiện thần ác thần, xuống thế gian có cộng sản quốc gia, rồi những cái người mà con cháu của ma quỷ là Atula đó, nó xuống đầu thai lại,
xuống đầu thai là như vậy. Rồi mình con cháu của Phật thì mình cũng đầu thai như vậy. Thì xuống đây nói vòng vòng cũng là tránh cho tà. Tại trong cái hình bát quái nó chỉ có nửa màu đen, nửa màu trắng. Thì mình thuộc về bên màu trắng thì mình cứ ấy. Chứ đâu phải chính trị. Còn chỉ có hai bên khác nhau. Thì là một bên á, thì có những chuyện không bao giờ là dám làm là vì sợ nhân quả. Còn một bên là chuyện gì cũng dám làm, không cần phải suy nghĩ, miễn đạt được mục đích. Hai bên khác nhau cho đó. Bởi vì có một lần nói chuyện với một cái vị rất là lớn trên trời. Mấy vị kể chuyện ở trên đó Atula với mình đánh nhau như thế nào. Cái vị đó mới kể là ở trển á, mỗi lần mà ra trận á, Atula nó chỉ có giết thôi, nó không cần phải suy nghĩ. Còn bên của thiên đình đó là của cha đó, với thiên tướng là của cha đó, mà bắt được mấy thằng Atula đó mà trước khi mà giết nó đó, phải hỏi nó: hey, mày có quay đầu không, mày có hiền lại không, mày có tu không? Cứ nghe là cho nó cơ hội để hỏi. Còn thằng kia là nó chém thôi. Cái mình mới biết, ủa trên đó không có thân người, thân tứ đại này không có cái thân người làm sao chết. Cái mấy gì nó chết thiệt, cái chân thần của mình á là cũng có chết à. Rồi cái lúc đó sư phụ mới hỏi gì chứ những cái người thiên tướng mà bị Atula nó chém chết ở trển á, rồi những cái gì đó đi về đâu? Cái nó mấy gì đó cũng giống như thế gian của mình á, cũng được cha thăng tiến rồi cho một cái thân khác, rồi cái ở một cái tầng trời khác, rồi hoặc sinh hoạt tiếp. Cái thân người, cái chân thần của mình có chết, nhưng mà cái tánh linh của Thượng Đế cho không bất tử, cái hồn bất tử. Cái thân này là cái thân của trái đất, ở cõi đó nó có cái thân của cõi đó, cõi cao hơn nữa nó có cái thân cõi cao hơn. Món tầng trời, cái thân người của chư thiên á nhìn khác nhau. Cũng giống như người thành tinh vậy, có người thì lùn 4-5 feet, có người 10 feet, có người cao hơn nữa, có người hình con thằng lằn đại khái. Đó là mỗi một tầng trời cái chân tướng khác nhau. Cũng giống như mình sống chung với mấy loài thú, thì có con hai chân, có con có cánh, có con bốn chân, có con bò. Thì trên kia cũng vậy, thì mình cũng đang sống với họ nè. Họ cũng có thần hồn, mấy con thú nó cũng có thần hồn, là một cái thế giới của nó. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Bản này tên gì nãy giờ lâu quá không có nghe, bữa nay nghe lại cũng hay á. Bữa nào mình lên mình làm cái clip mình cả hết mấy bài của hồi nhỏ học á. Nằm mơ vào cái hồ là cũng nhớ rồi nè. Sóc bơm bò phải không? Tiếng chài cua hợp thùng gánh lửa. Sóc bơm bò không? Gánh lửa. Quên bản đó. Có bài gì nữa ta? Trường Sơn Đông là nhất, Trường Sơn Tây vậy đó. Ồ nhiều lắm. Mà sao giờ không ai ca mấy bài đó. Diễn niềm tin nữa. Không thì mình phải ca lại để cho 100 triệu dân nhớ lại mấy bài đó. Trường Sơn Đông là nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Đông anh đi bên ấy cái gì gòi đó. Này tối mặt quá sao rồi. Tối mặt hả? Dạ. Sáng không? Dạ, better. Này cái clip nó nghe. Chiều ở Thiên Long Sơn cảnh thanh tịnh đó, thấy cái mặt hồ, quay cái mặt hồ đây. Giờ làm clip mà trời nhiều lúc cũng ok. Cái này 10 năm lúc mới mua núi này. Cái ngồi thiền nhìn thấy ở dưới này có một cái chợ, toàn là nhà người ta ở trong này không. Cái mình mới nói không lẽ sau này người ta đi xe lấy cái sân gôn này người ta xây nhà sao. Cái đầu tối ngày cứ khấn, tại vì mình có cái cảnh này là không thể trả tiền,
tiền mà người ta làm cỏ để mà cho nó đẹp kiểu này á, mỗi tháng là 50.000 á, mình mới có cái view quá không. À, còn mà không có cái sân golf á, nó cái núi Thiên Long Sơn nó xấu, nó thành cái màu vàng là cỏ đồ hồ đồ, lúc đó bèo đồ mờ tùm lum nữa. Nên giữ thiên nhiên đẹp, đừng có xây nhà, đừng có đem người vô. Cái Thiên Long Sơn cách chỗ Việt Mia Thao khoảng 20 phút lái xe, còn cách chợ Búa ở Việt Nam khoảng 5 phút, cách thành phố San Francisco khoảng 45 phút lái xe, cách thành cách Phước Lộc Thọ khoảng nhiêu ta, 6 tiếng lái xe, 5 tiếng rưỡi lái xe. Cách Houston, Thiên Long Giang bay máy bay 3 tiếng rưỡi. Lên ngồi máy bay ngủ giấc tới Thiên Long Giang. Cho nên lúc đi Houston lẹ hơn đi miền Nam Cali, Phước Lộc Thọ. Ra phía trường cái ngồi cái là tới Houston. Đây lên Seattle khoảng 1 tiếng đồng hồ máy bay. Vancouver cũng cỡ 1 tiếng. Đây về New York mấy tiếng ta? 5 tiếng hả? À, đây qua New York khoảng 5 tiếng. Đây qua Washington DC cũng cỡ đó, 5 tiếng máy bay. Ok, rồi quay vòng vòng chỗ khác.